Chào các bạn, hôm nay mình mời các bạn đến với một nhà vườn ở xã Vũ Ninh, Kiến Sương. Đó là nhà vườn của anh Đặng Kim Nhưng. Một nhà vườn có tiếng ở tỉnh Thái Bình. Làm cây cảnh rất là lâu năm và có nhiều tác phẩm đẹp đi tham dự ở các cuộc triển lãm lớn. Đây đầu tiên hình ảnh bắt mắt là một cái dàn hoa giấy rất đẹp lớn. Đấy, bóng cái hoa giấy rất là lớn này. Bóng tán mát. Này là thoải mái anh em ngồi pha chè cháo nước non ở dưới dưới bóng cây này. Đây cây hoa giấy rất to các bạn, đẹp quá. Đây gốc hoa giấy này các bạn này. Gốc hoa giấy là to hơn bắp đùi rồi, nên trẻ đôi thân. Đấy, uốn lượn và quyện vào nhau. Và tỏa bóng. Đấy, đây là bóng tán của cây hoa giấy. Đấy, nhìn thấy bên này thoải mái, một bàn trà hoặc là cả một bàn rượu đặt ở bên dưới cũng được với cái bóng hoa giấy này mát. Góc bên này thì mình sẽ nhìn tổng thể bóng nhà. Đẹp không các bạn? Tuyệt đẹp đúng không? Mùa hè đúng mùa hoa giấy nở. Và cái cây này thì hoa nó là hoa cánh loại màu nó nhẹ nhẹ màu. Nhìn nó rất là dễ chịu, rất là khoáng mát. Đây mời các bạn ngắm một thoáng sân vườn của nhà anh Nhưng nhé. Mời các bạn ngắm một chiếc cổng cây. Hai cây xanh lớn được ôm trọn hai cái trụ cổng bằng gạch. Hai cây xanh ôm sát với lại hai cái cột trụ xây bằng gạch đặt sát nhau, nếu mà di chuyển có thể tách rời. Đây cây gối bên trên này. Đấy. Chảy dưới bên dưới này. Mình lùi ra bên này để các bạn ngắm bóng dáng của cây nhé. Đấy, một cây trụ cổng. Các bạn gặp tiếp một tác phẩm cổng cây. Đây, với cây này thì nó lại đặc biệt. Một cây si lá to và hai cây này để cuộn xoắn xít vào nhau, hài hòa tạo thêm một cái cổng vòng cánh cung này, vòng cung này các bạn này. Vòng cung cây chi quyện vào nhau thành một cái cổng.
trong vườn nhà anh Nhưng thì có rất nhiều những cái tác phẩm cây cảnh đẹp. Đấy, đây là một cái gốc thiên tuế này các bạn. Gốc thiên tuế rất là to, đang đẻ những cái mầm con. Thiên tuế. Các bạn gặp lại trong bộ 3 tác phẩm. 3 này là 5 tỷ không bán rồi. Đây. Tác phẩm Trường Xuân. 5 tỷ đến 5 tỷ rồi phải xét. Cây này là tôi cũng đã quay ít nhất là 2 lần rồi. Trên một cái bẻ cổ kim ngọc mãn đường. Cây theo một cái đường nét cây cổ. Đấy, bóc dáng bông tay. Phối cảnh. Kim ngọc mãn đường. Đây bộ ba này là bộ ba sáng giá nhất ở trong khu vườn của anh Nhưng. Cái bên này nữa. Cái này là tôi đang quay ngược sáng này. Bộ ba cây này thì các bạn đã gặp và xem rất nhiều ở trên các trong các cuộc triển lãm mà anh em đã quay lên rất là nhiều. Giờ tôi ghi lại thoáng lại cho các bạn xem nhé. Và đây cây nữa. Một cây xanh cổ, một cái chậu có đường nét đắp những mai lan trúc cúc. Đây là chậu này, chậu đẹp, cây cũng đẹp các bạn. Kính thưa các bác và anh em trong làng cây, một vài hình ảnh trong khuôn viên của nhà vườn anh Đặng Thiên Nhưng, U Ninh, Kiến Sương, Thái Bình đã phần nào nói lên niềm đam mê và lòng yêu cây, tinh thần sáng tác nghệ thuật của một chủ nhà vườn với thời gian kinh nghiệm rất là lâu năm và đã tạo nên các tác phẩm nổi tiếng được tham dự ở các cuộc triển lãm và đạt các giải thưởng lớn. Và đến đây chúng tôi cũng xin tạm dừng, kết thúc video này ở đây. Được gửi lời cảm ơn và chúc sức khỏe tất cả các quý vị đã quan tâm chú ý theo dõi trên kênh Làng Việt Cổ. Và lời cuối xin kính chào và hẹn gặp lại ở các video lần sau.